bác yêu hoa lan nhé. Hôm nay em có những sản phẩm hoa lan rất là đẹp. Đầu tiên đây các bác là một giò Van Đai Uyên Ương, một mẹ một con nhé. Một dòng lan phải nói nó rất là thơm, hoa trắng và rất là thơm nhé, hoa thơm ngát luôn. Các bác mà có khuôn viên nhỏ gần một cái bông thôi, nó lở nó đã thơm ngát rồi. Cái này cứ mỗi cái lá nó sẽ cho các bác một bông hoa. Cái dòng này nó rất là say hoa luôn. Mã số 1 nhé, nguyên bản này 120.000 đồng cho giò Van Đai Uyên Ương nguyên bản nhé. Tiếp theo này, em có một bông cáo Lai Châu nhá, bông này rất là tím nhá, bông này rất là tím luôn. Bản lá thì úp thìa nhá, bản lá úp thìa nhá. Mã số 2 nhá, mặt bông đẹp này thì cái máy của em còn chưa đủ độ tím đấy. Thực tế là nhìn ngoài là tím hơn bên trong các bạn, tím hơn bên trong. Mã số 2 nhá. Mặt bông đẹp này là 800.000 đồng cho mã số 2 cáo Lai Châu nhá. Số 3 này, một giò sơn tử tiên chi chít mầm này các bác nhá. Mã số 3 500.000 đồng sơn tử tiên cho mã số 3. Các bác đến với tam thất đen nha các bác nhá. Đây này. Đấy, cắt ra nó đen kít như này các bác này. Đấy, em vừa mới cắt xong nhá. Tam thất đen. Chỗ này em có khoảng 2 cân thôi. Đấy, bác nào yêu thì là 900.000 đồng trên 1 kg các bác nhé, 900.000 đồng trên 1 kg tam thất đen. Đấy, cái này các bác nào bị bệnh ung thư hoặc là các bác là bị u tuyến giáp thì các bác sử dụng cái sản phẩm này là tốt. Đặc biệt là các bác nấu canh hàng ngày được hoặc là ngâm mật đều tốt nhá. Nấu canh thì các bác chỉ cần mỗi bữa các bác chỉ cần một ví dụ hai người các bác chỉ cần một miếng như này thôi là các bác đã được một bữa rồi. Nếu mà 4 người thì bằng ngón chân cái là được. Ví dụ như là một củ như này thì các bác có thể là nấu được một nồi canh cho cả nhà ăn tầm 4 đến 5 người nhá. Thì tính ra rất là rẻ thôi. Nó rơi vào tầm 15 đến 17 nghìn một củ như vậy thôi. 900.000 đồng 1 kg các bác nhá. Cái này ăn nó hơi đắng đắng nhưng mà đắng ngọt các bạn, rất dễ ăn. Linh xương hoặc là linh với hầm với thịt hoặc nấu canh ăn rất là ngon các bác nhá, vừa ngon vừa bổ các nhá. Số 4 nhá, một giò sơn tử tiên nữa nhá. Mã số 4. Cũng chi chít thân mầm gốc đang lên mạnh. Mã số 4. Giò này 450.000 đồng sơn tử tiên. Số 5 này. Cáo phân nhánh tiếp nhá, giò này cũng rất là tím luôn. Hai cây phân nhánh. Đấy, phân nhánh này. Phân nhánh, cái dòng phân nhánh này thì nó rất là chất. Mã số 4. Mã số 5 nhá. Cáo phân nhánh 1.200.000 đồng. Cái dòng cáo Lai Châu này thì cây của nó rất là khỏe các bác. Đấy, cái hoa nó rất là dài. Hoa nó khi cây nó khỏe nó sẽ dài tầm 80 cm đến 1 m. Nên là vừa hoa đẹp lẫn cái chất của nó nên là giá trị nó cao hơn các bạn. Cao hơn dòng cáo ví dụ cáo Cao Bằng các bạn. Cáo Cao Bằng thì hoa nó chỉ dài tầm 20 cm, 30 cm. Dòng cáo này nó dài tận 80-90 cm cơ. Mã số 6 nhá. Là một giò son môi. Đây các bác này. Mặt hoa đây nhá. Hoa đỏ rất là đẹp luôn, tua rua ra nhá. Bốn chung quanh, hoa quanh năm luôn. Mã số 6. Son môi 350.000 đồng. Mã số 6. Số 7 này. Các bác nhìn hoa của nó này, rực rỡ chưa? Rất là đẹp nha, đỏ rọi nhá. Mã số 7 cũng 350.000 đồng. Đấy, nhưng giò này tầm giá đấy đâu. Số 8 cũng vậy nhá. Số 8 nhá, 350. Các bác nào lấy nó tương tương nhau. Mã số 8 350. Còn giò chồn này thì 800.000 đồng các bác nhá, 800.000 đồng. Đang có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 11 bông nhá.
Đào chồn này hiện tại đang 11 bông các bác nhé. Nắng quá nhưng các bác nhìn không rõ. Đấy. Ghép lũa nhé các bác nhé. Vỏ này hơi nặng. Mã số 11 là một giò đùi gà tròn Lai Châu. Đây, toàn thân tơ nhá. Mã số 11 250.000 đồng. Đùi gà tròn Lai Châu. Số 12 nhá, thanh nạm sữa. Chi chít lụ. Giò này mấy chục lụ luôn, mã số 12 250.000 đồng thanh nạm sữa. Cho mã số 12. Mã số 13 nhá, vẫn là giò thanh nạm sữa, cũng mấy chục lụ luôn. Ghép giớn nhá, mã số 13 250.000 đồng thanh nạm sữa. Số 14 nhá, một giò hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh. Nhiều thân, ghép gỗ và đã thuần, dễ là trắng như này thôi nhá. Mã số 13 hoàng thảo u lồi 350.000 đồng. Mã số 13 hoàng thảo u lồi. Số 14 nhá, là một giò đen rô tím Nhật. Mầm gốc đang lên rất là nhiều, mã số 14 350.000 đồng đen rô tím Nhật các nhá. Mã số 15 nhá, cáo Lai Châu tiếp nhá. Đây các bác. Đấy lụ như này nhá. Nó lở ra thì nó rất là đẹp luôn. Nó như đuôi con cáo ấy. Và bông này là cái bông đầu tiên. Năm nay là năm đầu tiên. Em thấy đầu nó tím tím này, chắc là lụ tím. Mã số 14 nhá. Cáo Lai Châu 380.000 đồng. Mã số 14. Mã số 15 này, một giò cáo Lai Châu tiếp này. Này đẹp hơn giò vừa nãy nữa. Mã số 15. 400.000 đồng các bác nhá. Bẹ rất là to luôn. Cái dòng cáo Lai Châu thì nó chất. Đấy em nói các bác là hoa nó dài. Khi mà cây nó trưởng thành hoa nó sẽ dài tầm 80 cm đến 1 m các bác. Thì nó cây có lực. Mã số 16 nhá, là một giò kiều trắng nhá các nhá. Kiều hoa trắng nhá. Kiều hoa trắng tinh. Mã số 16 450.000 đồng. Mã số 16 kiều trắng. Mã số 17 nhá, là một giò cáo tiếp nhá. Đây, giò này mới có một bông. Mã số 17. Giò này có hai cây như này. Nhưng mà cây nó như này thì em bán rẻ thôi. Mã số 17 350.000 đồng hai giò hai cây này. Số 18 nhá, ngọc thạch ba màu nhá. Mã số 18 250.000 đồng ngọc thạch ba màu. Ghép gỗ này các bác nhá. Mã số 18 250. Số 19 nhá, sơn thủy tiên hồng đen nhá. Cái này thì hoa đã lở tại vườn. Mã số 19 450.000 đồng. Sơn thủy tiên hồng đen, hoa đã lở tại vườn này các bác nhá. Số 20 này là một giò kiều vuông lộc bắc đang sưng lụ rất là nhiều, thấy sưng lụ rất là nhiều. Cái này sắp có hoa rồi. Mã số 20 350.000 đồng. Kiều vuông bắc. Số 21 nhá, là một giò chồn Lai Châu. Giò này chưa có lụ các bạn.
Mã số 21 ghép lũa này nhá. 350.000 đồng cho mã số 21. Cồn Lai Châu. Số 22 nhá, một siêu phẩm nhá. Cồn Lai Châu giò này 18 bông hoa nhá. Mã số 22 1 triệu 300.000 đồng. Cho mã số 22 Cồn Lai Châu. Dòng này nó rất là đẹp luôn các bạn. Số 23 nhá, một giò cáo Lai Châu tiếp này. Một bông này nhá, cáo Lai Châu. 380.000 đồng. Cho mã số 23. Số 24 là một dòng Vanda Uyên Ương. Hoa thì thơm ngát, cái dòng này hoa thơm ngát. Mã số 24 180.000 đồng. Đây là một cục nguyên bản ở giữa này nhá, còn xung quanh là cấy thêm nhá. Cấy thêm nó mới ra rễ thôi. Mã số 24 180. Số 25 nhá, một giò chồn này. Đang có một bông, hai bông, ba bông, bốn bông, năm bông. Có hai một bông chưa lở, một bông đang lở dở, còn đâu đang lở rồi coi nhá. Mã số 25 350.000 đồng. Ghép lũa đây coi nhá, mặt sau này. Ghép lũa này thì bền muôn thuở. Số 26 nhá, là một giò kiều mỡ gà, số 26 250.000 đồng. Rất là nhiều thân, dòng này thì hoa tím đậm, à hoa vàng ươm, vàng óng nhá, mã số 26 hoa vàng óng. 250.000 đồng. Mã số 27 này, giò này thì nhiều thân nhưng mà thân ngắn hơn tí. Mã số 27 cũng 250.000 đồng, kiều mỡ gà. Mã số 27. Tiếp theo nha em, có sản phẩm mật ong đắng các bác nhá. Mật ong đắng nha. Mật ong đắng là một dạng mật ong, là con ong nó chuyên đi hút hoa thuốc phiện này các bạn. Và các loại hoa đắng. Nên là các bác dùng để chữa bệnh rất là tốt nha. Cái này các bác nào bị da dày đại tràng, ho hen, các bác sử dụng sản phẩm này rất là tốt luôn. 700.000 đồng trên 1 lít mật ong đắng. 1 lít là 1 cân 2 các bạn. Tiếp tục em có một tổ ong đá các bác nhá. Tổ ong đá này của em 12 kg. Ong đá nó nằm trong một cái gốc cây cổ thụ lâu năm này các bạn. Nó nằm trong cái cây đấy. Rất là ngon luôn. Nguyên một tổ các bạn nhé. Đây là nằm trong cái gốc cây thì không biết bao năm rồi. Nguyên tổ này 12 kg. Bác nào yêu thì là 220.000 đồng trên 1 kg. Và em sẽ bán từ 2 kg trở lên các bạn nhé. Còn mật ong khoái thì em vẫn chia sẻ với giá là 350.000 đồng trên 1 lít. Mật ong khoái rừng đó nhá. Tiếp theo gà hơ mông thả vườn này các bác ơi. Gà hơ mông đen nhá các bác nhá, thịt đen xương đen. Đấy. Các bác nào muốn ăn thịt gà mông hơ đen, mông đen nhá thì ới em nhá. 200.000 đồng 1 cân. Ship toàn quốc. Các bác muốn thịt luôn được nhá. Các bác muốn biểu từ cân rưỡi đến 2 cân. Chắc là từ cân rưỡi cân 8 gì đấy. Nhưng các bác mua hơi được. 200.000 đồng trên 1 kg. Gà hơ mông đen nhé các bác nhá. Thịt đen xương đen. Cái gà này mà luộc ăn thì thôi rồi các bạn. Ngọt thỉu. Gà này, gà thả vườn này. Gà hơ mông này ăn nó rất là ngon. Ngon hơn gà kia rất là nhiều các bác nhá. Chất lượng, phải nói chất lượng thịt của nó quá là ngon luôn. 200.000 đồng 1 kg. Gà hơ mông đen. Rồi. Tiếp theo mời các bác đến với đặc sản nha các bác nhé. Đây là thịt trâu sấy. Đây nhà em đang bắt đầu ướp gia vị. Đấy. Còn bên này là thịt lợn sấy. Đang bắt đầu ướp đều nhé. Và nhà em đang lên lò đây. Đang nổi lửa đây. Sấy khoảng 2 ngày 2 đêm.
sấy khoảng 2 ngày 2 đêm thì sẽ thành phẩm các bác nhá. Đây là thịt lợn sấy các bác nhá. Còn trên này là trâu sấy. Đấy, trâu sấy lợn sấy. Khoảng 2 ngày 2 đêm thì sẽ thịt trâu sấy sẽ hoàn thành thôi nhá. Chuẩn vị Tây Bắc luôn. Các bác muốn sử dụng cái sản phẩm này thì với em nhá. Thịt lợn sấy là 550.000 đồng 1 kg. Thịt lợn bản nhá nhá. Còn trâu sấy sẽ là 950 nhá. Thịt rất là ngon luôn. Tí đợi lần cho bác mới 950.